Hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu G20 tại Rio de Janeiro đã đưa ra một tuyên bố chung vào hôm 18 tháng 11. Mặc dù không được hoàn toàn thông qua bởi một thành viên trong nhóm, tuyên bố này đã đề cập được phần lớn các vấn đề mà nước chủ nhà Brazil ưu tiên. Hai cuộc chiến lớn đang diễn ra, một hiệp ước toàn cầu chống đói nghèo, việc đánh thuế những người giàu nhất thế giới và cải cách quản trị toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng, tuyên bố chung của G20 vẫn chưa đảm bảo được tính cụ thể, chưa chạm tới được những nội dung mà nhiều người kỳ vọng. Đó cũng chính là vấn đề được thảo luận trong chương trình bình luận quốc tế hôm nay. Theo hãng thông tấn AP, ngay từ trước khi thượng đỉnh G20 diễn ra, giới chuyên gia đã bày tỏ thái độ nghi ngờ về khả năng Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva có thể thuyết phục được các nhà lãnh đạo đạt được thỏa thuận, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn liên quan đến chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và căng thẳng toàn cầu gia tăng do các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông. Việc đạt được đồng thuận càng trở nên mong manh khi các nhà đàm phán Argentina phản đối một số nội dung trong dự thảo và cuối cùng đã không thông qua toàn bộ tài liệu. Dù mang tính tổng quát, chung chung nhưng đây là một bất ngờ tích cực cho Brazil, Thomas Chomon, một chuyên gia tư vấn chính trị độc lập và cựu bộ trưởng Brazil, nhận định. Có thời điểm tưởng chừng như sẽ không có tuyên bố nào được đưa ra. Bất chấp những điểm chưa hoàn chỉnh, đây là một kết quả tốt đối với ông Lula. Lên án chiến tranh nhưng không quy trách nhiệm. Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của nhóm vũ trang Hamas nhằm vào Israel xảy ra một tháng sau hội nghị G20 năm ngoái. Vì vậy, ban đầu, người ta không rõ tuyên bố năm nay sẽ đề cập như thế nào đến chiến dịch trả đũa của Israel. Vốn theo các quan chức y tế địa phương, đã khiến hơn 43.000 người Palestine tại Gaza thiệt mạng. Và theo Bộ Y tế Liban, khiến hơn 3.500 người ở Liban thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah. Theo các hãng truyền thông, tuyên bố G20 đề cập đến tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza và sự leo thang tại Liban, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách trong việc mở rộng hỗ trợ nhân đạo và tăng cường bảo vệ dân thường. Tuyên bố nêu rõ, tái khẳng định quyền tự quyết của người Palestine, chúng tôi nhắc lại cam kết không thay đổi đối với tầm nhìn về giải pháp hai nhà nước, nơi Israel và một nhà nước Palestine cùng sống bên nhau trong hòa bình. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập đến những tổn thất của Israel hay khoảng 100 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ. Cần lưu ý thêm, Israel không phải là thành viên G20. Điều này dường như mâu thuẫn với lập trường nhất quán của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người luôn công khai ủng hộ quyền tự vệ của Israel, ngay cả khi ông nói về sự khốn cùng mà người Palestine phải gánh chịu do chiến tranh kéo dài. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo G20 trước khi tuyên bố được thông qua, ông Biden nhấn mạnh rằng Hamas là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến và kêu gọi các nhà lãnh đạo khác gia tăng áp lực lên Hamas để chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn. Đáng chú ý, cũng trong ngày 18 tháng 11, Mỹ đã thông báo nới lỏng các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ, cho phép nước này tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Mỹ mạnh mẽ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo tôi, tất cả những người ngồi quanh bàn này cũng nên như vậy, ông Biden phát biểu tại hội nghị. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhân vật vắng mặt đáng chú ý nhất tại hội nghị. Tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo xứ Bạch Dương, yêu cầu các quốc gia thành viên phải bắt giữ ông nếu ông xuất hiện. Song, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thay mặt ông Putin tham dự hội nghị. Tuyên bố G20 nhấn mạnh tổn thương nhân đạo ở Ukraine và kêu gọi hòa bình, nhưng không chỉ đích danh trách nhiệm thuộc về ai. Tuyên bố tránh chỉ trích trực tiếp các bên, mà chỉ nêu bật các tình huống nhân đạo nghiêm trọng trong cả hai trường hợp. Ông Paulo Velasco, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học bang Rio de Janeiro, nhận xét. Theo ông Velasco, sự thiếu tính cụ thể này có thể nhận thấy trong toàn bộ tuyên bố. Nó rất phù hợp với những gì Brazil mong muốn, nhưng nếu để phân tích kỹ, đây chỉ là một tuyên bố mang tính ý chí. Nó thể hiện thiện chí trong nhiều vấn đề, nhưng có rất ít biện pháp cụ thể, hữu hình. Nỗ lực đánh thuế giới tỷ phú, chuyện không dễ. Trong các cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị G20, các bộ trưởng và nhà đàm phán đã thảo luận về đề xuất của Brazil về việc đánh thuế mức 2% thu nhập của giới tỷ phú. Theo nhà kinh tế học người Pháp Rabier Jackman, người làm cố vấn cho chính quyền Lula về chủ đề này, biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3.000 người trên toàn thế giới, trong đó có 100 người ở khu vực Mỹ Latin. Khi bắt đầu phiên họp buổi chiều của các nhà lãnh đạo, ông Lula đã đáp lại lời kêu gọi về loại thuế này. Điều khoản này cuối cùng cũng đã được đưa vào tuyên bố chung, mặc dù trước đó có nhiều nghi ngờ rằng nó sẽ không được thông qua. Một quan chức Brazil và một quan chức thuộc một quốc gia G20 khác cho biết, các nhà đàm phán Argentina phản đối mạnh mẽ về điều khoản này, mặc dù họ đã chấp thuận vào tháng 7, cùng với một điều khoản khác thúc đẩy bình đẳng giới. Cuối cùng, Argentina đã ký tuyên bố G20, nhưng tuyên bố trên mạng xã hội X rằng họ phản đối một số khía cạnh
bao gồm các nội dung liên quan đến chương trình phát triển bền vững năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Bước tiến trong cuộc chiến chống đói nghèo toàn cầu. Phần lớn tuyên bố chung G20 tập trung vào việc xóa bỏ đói nghèo, một ưu tiên của ông Lula. Chính phủ Brazil nhấn mạnh rằng, sáng kiến ra mắt Liên minh Toàn cầu chống đói nghèo vào ngày 18 tháng 11 cũng quan trọng không kém so với tuyên bố cuối cùng. Tính đến đầu tuần, đã có 82 quốc gia tham gia kế hoạch này, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức như Quỹ Rockefeller và Quỹ Bill & Melinda Gates. Vào chủ nhật vừa qua, một cuộc biểu tình trên bãi biển Copacabana tại Rio de Janeiro đã bày 733 chiếc đĩa trống trên cát, tượng trưng cho 733 triệu người bị đói vào năm 2023, theo số liệu của Liên Hợp Quốc, nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động. Viviana Santiago, một giám đốc tại Oxfam, tổ chức phi lợi nhuận chống đói nghèo, ca ngợi Brazil đã tận dụng vai trò chủ tịch G20 để đáp ứng nhu cầu toàn cầu về việc giải quyết bất bình đẳng, đói nghèo và biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong việc kêu gọi hành động đánh thuế giới siêu giàu. Brazil đã thắp sáng con đường tới một thế giới công bằng và kiên cường hơn, thách thức các quốc gia khác cùng chung tay tại thời điểm mang tính bước ngoặt này, bà phát biểu trong một tuyên bố. Các nhà lãnh đạo dự thượng đỉnh G20 cũng cam kết làm việc vì một cải cách mang tính biến đổi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phù hợp với thực tế và nhu cầu của thế kỷ 21, đồng thời làm cho tổ chức này trở nên đại diện, bao trùm, hiệu quả, dân chủ và có trách nhiệm hơn. Cần nhắc lại, Hội đồng Bảo an chưa thay đổi cấu trúc từ năm 1945, khi nó được thành lập với 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp và 10 thành viên không thường trực từ các khu vực khác nhau với nhiệm kỳ 2 năm. Tổng thống Lula đã kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an từ những nhiệm kỳ đầu tiên của ông, từ năm 2003 đến năm 2010, nhưng đến nay vẫn đạt được rất ít tiến triển. Hầu hết các quốc gia đều đồng tình rằng, gần 8 thập kỷ sau khi Liên Hợp Quốc được thành lập, Hội đồng Bảo an cần mở rộng để phản ánh thế giới hiện đại và bao gồm thêm nhiều tiếng nói. Tuy nhiên, vấn đề trung tâm và cũng là bất đồng lớn nhất là làm thế nào để thực hiện điều này. Tuyên bố G20 không đưa ra giải pháp cụ thể. Chúng tôi kêu gọi mở rộng thành phần Hội đồng Bảo an để cải thiện đại diện cho các khu vực và nhóm chưa được đại diện hoặc bị thiếu đại diện như châu Phi, khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Mỹ Latin và Caribe. Tuyên bố nêu rõ, trước hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc vào tháng 9, Mỹ đã công bố ủng hộ thêm 2 ghế thường trực cho các quốc gia châu Phi nhưng không có quyền phủ quyết, cùng một ghế không thường trực lần đầu tiên dành cho các quốc đảo nhỏ đang phát triển. Tuy nhiên, các đề xuất khác nhau vẫn tồn tại. Nhóm G4 bao gồm Brazil, Đức, Ấn Độ và Nhật Bản ủng hộ nhau trong việc giành các ghế thường trực. Trong khi đó, nhóm đoàn kết vì đồng thuận Uniting for Consensus bao gồm khoảng 12 quốc gia như Pakistan, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico lại muốn thêm các ghế không thường trực với nhiệm kỳ dài hơn.